ngày 25 tháng 1 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 35 của chị đẹp trang Pháp, diva Mỹ Linh đã gửi đến người em hết mực yêu quý những dòng review khiến người hâm mộ vô cùng ấm lòng. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Mỹ Linh dành rất nhiều câu từ đáng yêu khi nói về người đàn em tài năng xinh đẹp của mình. Chị đẹp trang Pháp vào công năm cũng là lần đầu tiên về cùng đội với các em trẻ đẹp nhất và nhiều năng lượng nhất sâu, cũng là lần đầu tiên về cùng đội trưởng Trang Thanh Long. Trang Thanh Long là cái tên mình tự đặt cho bé Trang sau mấy lần trò chuyện hậu trường với bạn. Trước đó chị Bống đã từng dành những lời trân trọng nhất khi nói về Trang, chị bảo công ba chị chấm con Trang Pháp. Trời ơi, nó trí thức, có phong văn hóa rất tốt, lại ngoại ngữ tiếng Anh tiếng Pháp đầy mình, nhạc cụ chơi được tốt, sáng tác được, phối khí oách và nhạc gì cũng nhảy. Nói chung là oách xà lách, còn si sao trong các chị em thì Trang Pháp tính cầu toàn. Chị ấy sẽ yêu cầu tập đến hơi thở cuối cùng vẫn không cho nghỉ mà lại tua lại một vòng từ đầu lúc mọi người đã mệt đứt cả hơi. Mình nghe thế là mình né Trang mấy vòng liền. Không phải mình định né luôn mà định bụng tập nhảy giỏi hơn đã, tốt nghiệp bậc trung học rồi lên đại học sẽ học em Trang ấy mà. Mà Trang không chỉ về nhạc và vũ đạo nhé, em rất có khiếu về sân khấu cũng như dàn dựng, rồi ánh sáng, dựng clip các thứ. Nói chung các bạn trẻ bây giờ khá toàn diện. Cuối cùng thì chị em cũng đã gặp nhau ở công năm cho đến tận chung kết. Đã được biết tài, biết tính của em, biết em rất cầu toàn nhưng lại mau nước mắt, rất chăm chỉ việc mình và cũng lại rất tận tâm với bạn, rất biết ứng xử trước sau. Tóm lại là 9 điểm, 1 điểm trừ là ăn uống linh tinh, toàn ăn thức ăn gì đâu không. Giống con Mỹ Anh nhà chị mà nói mãi chả nghe. Cá nhân mình thấy Trang Pháp mà không có một vé vào thành đoàn thì không ai xứng đáng hơn em. Hôm nay là sinh nhật bé Thanh Long, chúc em tuổi mới chuyển màu từ hồng sang đỏ lựu, sự nghiệp và tình yêu đều thăng hoa nhé em bé đẹp, tài năng của các chị. Được biết, Mỹ Linh đã dành rất nhiều câu chữ để nhắc đến các chị em của mình trong chương trình, mỗi người sẽ được lên sóng một lần. Ngay khi bài viết của Trang Pháp được đăng lên, đã thu hút được một lượng tương tác khủng và hiện tại đang đứng đầu về lượt like, yêu thích trong số các bài đăng review chị đẹp của Mỹ Linh. Trang Pháp cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được những lời khen có cánh từ đàn chị, em cảm ơn chị nhiều lắm à. Chắc em còn phải dài dài mới xứng với những lời khen này, nhưng hôm nay em xin share lại để làm động lực à. Em cảm ơn chị đã luôn là một nơi ấm áp để tất cả các em được nương tựa và học hỏi, mãi yêu và ngưỡng mộ chị. Bài viết này từ Mỹ Linh khiến nhiều người phải nhớ ngay đến những ám chỉ mang nặng sự tiêu cực mà Lệ Quyên từng chia sẻ và khiến mọi nghi vấn đều đổ dồn về Trang Pháp. Cụ thể, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã đăng đàn tâm thư dài ẩn ý ai đó đang cố tình trèo lái mọi thứ, phá hỏng công sức của mọi người sâu chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Nữ hoàng phòng trà ám chỉ cá nhân ham hố, thèm khát vinh quang và bất chấp vứt hết nỗ lực của người khác để làm bàn đạp riêng. Mới đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục khiến nhiều người thêm phần khẳng định chắc nịch người mà cô từng ám chỉ chính là Trang Pháp. Lệ Quyên gọi đàn em là ai đó và có màn combat cực gắt với anti-fan khi người kia cho rằng Trang Pháp sẽ trở thành quán quân. Trái ngược với những gì mà Lệ Quyên mô tả về người ham hố, thèm khát vinh quang, Trang Pháp lại được nhiều chị em trong chương trình yêu mến, ủng hộ và dành nhiều lời khen về cả tài năng lẫn nhân cách.